Chào, cả nhà bữa nay mình đi siêu thị nè. Mình sẽ cho các bạn coi là ở đây cái cách mà mình lấy chiếc xe để mình bỏ đồ vô như thế nào. Mình phải đem tiền là 50 cent, 1 đồng hoặc là 2 đồng để mình bỏ đi. Cái siêu thị này gọi là tới siêu thị Plus. Đó thì xe họ sẽ để bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ đi vô trong. Xe ở đây thì mình muốn lấy á, là mình phải có tiền. Đó. Tiền ở đây thì người ta sẽ cho cái mệnh giá là 50 sen, 1 euro, 2 euro. Tại vì nó nhỏ hơn thì mình không có đút vô cái lỗ được. Đó thì bây giờ chăm đút vào đây. Mình đút vô khi mình nghe tiếng thì cái này nó sẽ bung ra rồi mình mới lấy chiếc xe được. Đó, còn nếu mà bạn không có tiền á là bạn không có bỏ như vậy là không có lấy chiếc xe ra được nha. Rồi. Không phải, đây là mình không có tiền là mình không có xe, có nghĩa là mình không có tiền thì mình không có những cái đồng đó thì mình không có lấy được chiếc xe lớn thôi, chứ còn những chiếc xe nhỏ giống như dạng mà xách tay hoặc là kéo á thì là mình cứ lấy bình thường. Những chiếc xe này thì họ bỏ để trong siêu thị sẵn rồi thì mình cứ việc đến mình lấy thôi nha các bạn. Đó, bây giờ mình đi siêu thị xong rồi mình phải đẩy chiếc xe ra, mình được đẩy chiếc xe đi ra ngoài luôn. Đồ lên xe. Ở đây đi chợ là mình phải đem theo cái giỏ sách hoặc cái thùng để mình đựng. Đó, bây giờ xong rồi. Đó, bây giờ mình phải đẩy chiếc xe lại. Đó, đẩy là chiếc xe lại cái chỗ kia, thấy không? Cái chỗ cái anh nó đang đứng á để mình lấy tiền ra, còn không có là mình mất tiền nha. Đó, mình đẩy chiếc xe vô. Đó, mình đẩy chiếc xe vô, đẩy mạnh vô. Xong, thấy cái này không? Thấy cái màu đỏ này như cái chìa khóa rồi. Mình đâm vô cái lỗ ở đây. Đó, cái lỗ ở đây nè. Đẩy mạnh vô. Đó, tiền nó rớt, nó mạnh quá, nó rớt xuống đất luôn. Đó, bây giờ mình lấy tiền của mình. Thế là xong.